Mến chào quý khán giả đến với tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Bắt giữ nghi phạm tước đoạt tính mạng tài xế GrabBike khi đang lẩn trốn tại Cần Thơ. Phát hiện đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở thành phố Hồ Chí Minh. Nam thanh niên bị cướp xịt hơi cay lấy mất 78 triệu đồng. Phát hiện thầy giáo tự ý gắn camera trong nhà em dâu. Xóa tên một ứng viên đại biểu Hội đồng Nhân dân xã liên quan đến đường dây xăng giả. Thuê người Lào dẫn đường vượt biên về Việt Nam để thăm mẹ ốm. Biên phòng An Giang ngăn chặn kịp thời 6 người nhập cảnh trái phép bằng đường sông. Kỷ luật đảng vợ chồng y sĩ về hưu vi phạm phòng chống dịch Covid-19. Bắt đối tượng trộm điện thoại rồi chiếm đoạt 150 triệu đồng từ tiền điện tử. Tỉnh Thanh Hóa phản hồi báo cáo kiểm điểm vụ bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức. Xử phạt nam thanh niên bịt kín mắt rồi chạy xe máy trong ngầu. Sau đây, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết có trong bản tin hôm nay. Nghi phạm tước đoạt tính mạng tài xế GrabBike khi đang lẩn trốn tại Cần Thơ. Ngày 23 tháng 5, thông tin từ Công an huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết, Công an xã Gia Xuân, huyện Phong Điền phối hợp với đội cảnh sát hình sự Công an quận 10, thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh năm 1973, ngụ tại quận 10 để điều tra về hành vi giết người. Tuấn được xác định là nghi can trong vụ tước đoạt tính mạng xảy ra gần trạm chờ xe buýt, cổng bệnh viện Nhi Đồng 1, đường Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 5. Theo công an, sau khi gây án, đối tượng đã trốn về nhà người quen ở ấp Bình Thạnh, xã Gia Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Nắm được thông tin, công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công an địa phương bắt giữ Tuấn. Trước đó, tin tức 24 giờ TV đã thông tin, khoảng 5 giờ sáng ngày 16 tháng 5, người dân tại khu vực trước cổng bệnh viện Nhi Đồng 1 trên đường Lý Thái Tổ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh nghe tiếng la hét của một người đàn ông mặc trang phục GrabBike. Sau đó người này gục xuống đường, một người đàn ông khác lên xe rời đi. Người dân đến kiểm tra thì phát hiện người đàn ông mặc áo GrabBike tử vong, trên người có vết đâm. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 10 thụ lý. Phát hiện đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 23 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lào Cai cho biết, đơn vị đã tiến hành triệu tập đối tượng Đoàn Văn Hùng theo đơn tố cáo của nạn nhân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn tố cáo của bị hại, khoảng 14 giờ ngày 20 tháng 5, sau khi đăng thông tin về người nhà mất tích lên mạng xã hội thì được một người đàn ông không rõ tên tuổi, tự xưng là phó phòng tại công an tỉnh Lào Cai, hiện đang giữ cháu bé vì cháu có liên quan đến ma túy và yêu cầu người nhà chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản mang tên Đâm Quốc Hưng. Tuy nhiên sau khi nhận được tiền thì người này chặn liên lạc nên bị hại đã trình báo cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 10 giờ xác minh, lực lượng chức năng xác định đối tượng nghi vấn là Đàm Quốc Hùng, sinh năm 2001, trú tại tổ 5, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, nên đã tiến hành triệu tập. Tại cơ quan công an, Đàm Quốc Hùng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên chiều ngày 20 tháng 5, sau khi đọc được thông tin gia đình em tìm người cùng với số điện thoại liên lạc, Hùng đã nảy ra ý định lừa đảo. Đầu tiên, Hùng lên mạng tìm hiểu một số thông tin về lực lượng công an, sau đó liên lạc với gia đình em và lừa đảo được 5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên Hùng dùng để đi chơi và đưa cho mẹ một ít. Được biết, Đàm Quốc Hùng đã có nhiều tiền sử về các bệnh thần kinh, từng điều trị động kinh và tâm thần ở các bệnh viện 103, 108, Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Chiều ngày 21 tháng 5, mẹ của Hùng đã tới để bàn giao số tiền mà Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt trước đó. Công an thành phố Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 22 tháng 5, đại diện Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tìm người thân của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn. Khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, ông MH 50 tuổi chạy thể dục trên đường Lại Hùng Cường, xã Vĩnh Lộc B, bất ngờ nghe tiếng trẻ em khóc. Đến khu vực bãi đất trống ven đường, ông H phát hiện một bé trai sơ sinh chưa được cắt dây rốn, được quấn khăn và bỏ trong bao. Ông Hát ôm cháu bé đến trạm y tế xã Vĩnh Lộc B cho nhân viên cắt dây rốn, vệ sinh và báo lực lượng chức năng.
Ông nói, tôi đang chạy thể dục thì nghe tiếng khóc, lại gần mới phát hiện bé trai bị bỏ trong bao. Đêm hôm qua trời mưa lớn nên em bé bị ướt đẫm, may tôi phát hiện kịp thời. Em bé nặng 3,2 kg, sức khỏe bình thường. Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND xã Vĩnh Lộc B cho biết sức khỏe em bé đã ổn định. Đơn vị đang làm hồ sơ đưa bé vào trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em quận Gò Vấp để chăm sóc và tìm thân nhân. Nam thanh niên bị cướp xịt hơi cay lấy mất 78 triệu đồng. Ngày 22 tháng 5, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra truy bắt nhóm đối tượng xịt hơi cay một thanh niên đi đường để cướp tiền. Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 21 tháng 5, anh này 28 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh, điều khiển xe máy lưu thông trên đường An Hạ để về nhà. Đến đoạn đường vắng ở gần kênh ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, cách nhà khoảng 300m, anh V bị một người xịt hơi cay vào mặt, làm ngã xuống đường. Lúc này, hai đối tượng khác xông đến khống chế anh V, lấy số tiền 78 triệu đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Do sự việc diễn ra quá nhanh, hơi cay dính vào mắt nên anh đã không nhận được dạng đối phương gây án. Sau đó, anh đã trình báo vụ việc lên công an địa phương. Chuyển sang thông tin khác, phát hiện thầy giáo tự ý gắn camera trong nhà em dâu. Ngày 22 tháng 5, bà N, 38 tuổi, ngụ tại xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, nhận được văn bản giải quyết tố cáo của công an xã về việc thầy giáo Trương Văn Đặng, 51 tuổi, ngụ ở phường 5, thành phố Bạc Liêu, bị tố là tự ý gắn camera trong nhà bà N. Ông Đặng là giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Minh Nhật, thị trấn Châu Hưng. Theo đơn tố giác của bà N, cha mẹ chồng đã mất, ông Đặng thường đến nhà bà để thắp hương. Cuối năm 2020, thầy giáo cấp 2 này đã gắn camera trong nhà bà N khi mà bà này đi vắng. Người này tố anh của chồng muốn theo dõi việc sinh hoạt riêng tư của vợ chồng bà. Bà N nêu trong đơn gửi công an địa phương, vì không rảnh về thiết bị điện tử nên khi thấy camera được lắp, tôi cứ tưởng chồng gắn bóng đèn ngủ nên không hỏi gì. Đến ngày 11 tháng 1, cháu V và L là hàng xóm qua uống cà phê, hỏi tôi lắp camera bao nhiêu tiền. Lúc này tôi mới biết đây là camera do anh của chồng lắp để quan sát đời tư của tôi và gia đình. Tôi gọi hỏi thì anh chồng chạy đến nhà tôi lấy camera mang đi tiêu hủy. Theo bà N tại buổi làm việc với công an xã, ông Đặng cho rằng mục đích gắn camera là để quan sát việc hương hỏa trong nhà của em trai, tức chồng bà N. Công an xã Châu Hưng A cho biết, ngày 11 tháng 9, đơn vị này nhận tin tố giác tội phạm của bà N. Kết quả xác minh cho thấy đúng có việc ông Đặng tự ý lắp camera tại nhà bà N. Tuy nhiên là chưa có cơ sở chứng minh thầy giáo này lắp camera để ghi lại hình ảnh riêng tư của gia đình bà N. Việc ông Đặng tự ý lắp camera tại nhà bà đã xâm phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của bà. Đối với yêu cầu của bà N về việc xử lý hình sự ông Đặng có hành vi làm nhục người khác, công an xã cho rằng không có căn cứ vì camera và điện thoại của thầy giáo không lưu hình ảnh của gia đình em dâu. Công an xã Châu Hưng A kết luận và hướng dẫn bà đến Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Lợi để kiện người anh chồng. Quá trình xác minh chưa có cơ sở khẳng định ông Đặng dùng hình ảnh riêng tư của gia đình bà N để khống chế hay đe dọa gia đình bà N. Công an xã Châu Hưng A kết luận và hướng dẫn bà đến Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Lợi để kiện người này. Trao đổi với phóng viên, bà Đoàn Loan Thảo, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Minh Nhật, nơi mà thầy Đặng công tác cho biết, thanh tra trường đã làm việc với ông Đặng. Giáo viên này thừa nhận việc làm sai vì tự ý gắn camera trong nhà bà N. Thầy nói em dâu có nhiều cái không đúng nên gắn camera là muốn giữ gìn tài sản ông bà, cha mẹ để lại. Trong lúc suy nghĩ không tới nên làm sai, thầy thừa nhận cái đó. Chi bộ đã nhắc nhở thầy về mặt đảng, còn vi phạm của thầy khi nào có thông báo xử lý của pháp luật, trường sẽ căn cứ để xử lý. Xóa tên một ứng viên đại biểu Hội đồng Nhân dân xã liên quan đến đường dây xăng giả. Ngày 22 tháng 5, Ủy ban bầu cử huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xác nhận về việc xóa tên một ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Hồ Nai 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Cá nhân này bị bắt tạm giam do có liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả. Theo đó, Ủy ban bầu cử xã Hồ Nai 3 đã quyết định xóa tên khỏi danh sách bầu cử đối với ông Bùi Ngọc Toàn, sinh năm 1961, với lý do ông này vi phạm pháp luật và bị bắt tạm giam về hành vi buôn lậu. Được biết, ông Bùi Ngọc Toàn là chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại Phúc Đại An, chủ của cây xăng 233. Trước đó, qua quá trình điều tra, nhà chức trách xác định ông Bùi Ngọc Toàn có liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ cầm đầu.
Ông Bùi Ngọc Toàn là người thứ 60 bị Công an Đồng Nai khởi tố trong quá trình điều tra đường dây buôn lậu và làm giả xăng dầu. Hiện ông này đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai. Hiện Hội đồng Nhân dân xã Hồ Nai Ba cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Hồ Nai Ba nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Ngọc Toàn. Đồng thời đơn vị này cũng ra nghị quyết về việc điều chỉnh số lượng đại biểu được bầu ở đơn vị số 5 ấp Thái Hòa từ 2 đại biểu còn 1 đại biểu, số lượng ứng cử viên từ 3 người còn 2 người. Trước đó, như tin tức 24 giờ TV đã đưa tin, vào sáng 19 tháng 5, Công an tỉnh Đồng Nai đã phong tỏa cây xăng 233 nằm trên quốc lộ 1 xã Hồ Nai Ba, huyện Trảng Bom để phục vụ việc khám xét, đồng thời lấy mẫu xăng kiểm nghiệm chất lượng. Cũng trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp ông Bùi Ngọc Toàn, các đơn vị nghiệp vụ khám xét căn biệt thự của ông này và thu giữ nhiều giấy tờ vật chứng có liên quan trong đường dây xăng giả. Thuê người Lào dẫn đường vượt biên về Việt Nam để thăm mẹ ốm. Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 21 tháng 5 tại km 82, quốc lộ 8A thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, lực lượng tuần tra kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện bắt giữ hai thanh niên sau khi vượt biên nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam. Hai thanh niên nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam là Đỗ Văn V, sinh năm 1993 và Hoàng T, sinh năm 1989, đều trú tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Quá trình làm việc, hai người này khai nhận đã sang thị trấn Lạc Sao, Lào từ tháng 2 năm 2021 làm nghề xây dựng. Do tình hình dịch bệnh bên Lào nên không có việc làm. Trong khi đó, mẹ của Hoàng Văn Tê bị bệnh. Hai người đã thuê một người Lào dẫn đường, cắt rừng vượt biên, nhập cảnh trái phép về Việt Nam với giá gần 5 triệu đồng để về thăm mẹ Tê. Đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã thực hiện chặt chẽ theo quy định phòng chống dịch đối với hai cá nhân này, hoàn chỉnh hồ sơ đưa đi cách ly theo quy định. Biên phòng An Giang ngăn chặn kịp thời 6 người nhập cảnh trái phép bằng đường sông. Ngày 22 tháng 5, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời 6 người Việt từ Campuchia đi vỏ lãi trên sông Tiền để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Cụ thể, lúc 23 giờ 40 phút ngày 21 tháng 5, tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương tổ chức tuần tra kiểm soát biên giới trên sông Tiền đến vị trí cách cột mốc 241 khoảng 350m về phía tỉnh Đồng Tháp. Tổ công tác phát hiện 6 người Việt Nam từ Campuchia đi trên hai vỏ lãi có ý định nhập cảnh trái phép. Sau khi phát hiện, tổ công tác biên phòng đã vận động, tuyên truyền, yêu cầu các hộ trên quay trở lại Campuchia tiếp tục sinh sống, chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19 tại nước sở tại, không được nhập cảnh trái phép. Đồng thời, đơn vị đã thông báo cho các lực lượng phía Campuchia và Hội Việt Kiều biết để phối hợp tuyên truyền, không cho các hộ này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Theo đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, 6 người Việt nêu trên thuộc một hộ gia đình sống tại tỉnh Kampong Chanan, Campuchia. Gần đây do tình hình dịch bệnh COVID-19 phía Campuchia phức tạp, nên họ tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam tránh dịch sinh sống. Kỷ luật đảng vợ chồng y sĩ về hưu vi phạm phòng chống dịch COVID-19. Ngày 22 tháng 5, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương cho biết, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Đảng ủy phường Hải Tân đã thực hiện các quy trình xử lý đảng viên vi phạm theo điều lệ của Đảng đối với ông H, sinh năm 1963, cùng vợ là bà D, sinh năm 1965, cùng trú tại phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. Theo đó, ông H bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng, còn bà D bị kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo. Trước đó, vào ngày 20 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 7 triệu đồng đối với bà D về hành vi không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế khi phát hiện người bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Cùng ngày, ông H cũng bị Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương xử phạt hành chính 57 triệu đồng với hai hành vi vi phạm khám chữa bệnh không có giấy phép hành nghề và không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế khi phát hiện người bệnh nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Theo cơ quan chức năng, ngày 16 tháng 5, bà D có đi cùng chồng là ông H đến truyền nước cho hai bệnh nhân có biểu hiện ho sốt trong cộng đồng. Tuy nhiên, cả hai vợ chồng đều không thông báo đến cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Đến khi hai bệnh nhân này bị mắc COVID-19, đã có nhiều F1, trong đó có cả hai vợ chồng bà D. Chuyển sang thông tin khác,
bắt đối tượng trộm điện thoại rồi chiếm đoạt 150 triệu đồng từ tiền điện tử. Ngày 22 tháng 5, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã vừa làm rõ vụ trộm điện thoại rồi chiếm đoạt tiền điện tử, bán lấy tiền Việt Nam. Trước đó, ngày 26 tháng 4, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đắk Lắk nhận được đơn trình báo của người dân ở thành phố Buôn Ma Thuột về việc bị móc cốp xe máy lấy cắp chiếc điện thoại. Chưa dừng lại, kẻ gian còn chiếm dụng các thông tin cá nhân để thực hiện nhiều hành vi vi phạm khác. Ngay sau đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc xác minh và làm rõ được đối tượng gây ra vụ án trên là Lê Công Giang, 34 tuổi, trú tại xã Tân Lập, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Tại cơ quan công an, đối tượng Giang khai nhận trước đây từng tham gia đầu tư tiền điện tử và bị thất bại khoảng 450 triệu đồng, nên đã sống lang thang. Ngày 26 tháng 4, sau khi móc cốp xe máy, trộm cắp được chiếc điện thoại, Giang đã bẻ khóa để kiểm tra. Thấy điện thoại người này cũng đang chơi tiền điện tử, trong tài khoản có trên 20.000 Doge tiền điện tử, tương đương 150 triệu đồng tiền Việt Nam. Vì đã có kinh nghiệm nên Giang đã chuyển hết qua tài khoản của mình để bán lấy tiền Việt Nam. Khi Giang mới bán tiền điện tử được 40 triệu đồng tiền Việt Nam thì bị công an phát hiện, riêng chiếc điện thoại Giang đã bán được 6,5 triệu đồng. Chuyển sang thông tin khác, tỉnh Thanh Hóa phản hồi báo cáo kiểm điểm vụ bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức. Tỉnh Thanh Hóa đã có công văn phản hồi báo cáo kết quả kiểm tra liên quan đến việc tuyển dụng viên chức tại Văn phòng Đăng ký Đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận được công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đối với những tồn tại hạn chế về việc tuyển dụng viên chức Văn phòng Đăng ký Đất đai Thanh Hóa. Sau khi nhận được báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với thanh tra tỉnh này, căn cứ quy định pháp luật, nghiên cứu báo cáo kết quả kiểm điểm của Sở Tài nguyên Môi trường, có ý kiến tham mưu đề xuất báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 5 năm 2021. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đối với những tồn tại và hạn chế về việc tuyển dụng viên chức tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Thanh Hóa. Tuy nhiên, với những tồn tại và hạn chế cho việc tuyển dụng viên chức tại Văn phòng Đăng ký Đất đai, các tập thể cá nhân chỉ nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc. Trong đó, đối với cá nhân ông Nguyễn Văn Bình, Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, Thư ký Hội đồng tuyển dụng, Trưởng ban kiểm phiếu, kiểm tra đăng ký dự tuyển, Phó ban kiểm tra sát hạch bị yêu cầu phải xem xét xử lý kỷ luật vì đã để xảy ra những tồn tại hạn chế về tuyển dụng viên chức Văn phòng Đăng ký Đất đai. Hội đồng kỷ luật đã được thành lập, tiến hành họp và tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị xem xét kỷ luật. Tuy nhiên, Hội đồng kỷ luật thống nhất không kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bình, chỉ yêu cầu ông Bình nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc. Như vậy, với những tồn tại hạn chế về việc tuyển dụng viên chức Văn phòng Đăng ký Đất đai, những tập thể cá nhân có liên quan tại Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa chỉ rút kinh nghiệm sâu sắc. Cũng trong báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, theo kết luận tại hội nghị kiểm điểm của Sở này, nguyên nhân khách quan của các tồn tại hạn chế trong việc tuyển dụng viên chức Văn phòng Đăng ký Đất đai được chỉ ra có việc Sở Nội vụ thẩm định kế hoạch tuyển dụng, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt và hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế. Dư luận đang chờ đợi câu trả lời, tham mưu của Sở Nội vụ cũng như thanh tra tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh này về báo cáo kết quả kiểm điểm nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xử phạt nam thanh niên bịt kín mắt rồi chạy xe máy cho ngầu. Ngày 22 tháng 5, Trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng lập biên bản xử phạt hành chính một thanh niên vi phạm luật giao thông đường bộ. Đó là Mai Đăng L, 19 tuổi, trú tại quận Ngũ Hành Sơn, với các lỗi vi phạm gồm bịt mắt chạy xe máy, không đội mũ bảo hiểm và xe không có gương chiếu hậu bên trái. Với các lỗi này, L đối diện với mức phạt gần 7,5 triệu đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng mời những thanh niên liên quan trong clip đến làm việc vì đã cổ súy cho hành vi vi phạm của L. Ngày 13 tháng 5, mạng xã hội TikTok lan truyền clip hai nam thanh niên chạy xe máy trên đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong clip, người chạy xe máy trùm kín mặt, che cả mắt, không đội mũ bảo hiểm và đi theo chỉ dẫn của người ngồi phía sau.
Hành vi này khiến nhiều người bức xúc vì gây nguy hiểm cho người và các phương tiện trên đường. Từ clip này, lực lượng thuộc công an thành phố Đà Nẵng đã xác minh được thanh niên bịt mắt chạy xe là Mai Đăng L. L khai làm thợ sơn, chiếc xe máy trong clip là mượn của chủ nhà, rồi tự ý dán đề can màu xanh ra trời, sau đó bịt mặt lại để chạy xe cho ngầu. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24 giờ TV.